Theo báo chí Anh, Manchester City lúc này đang đặc biệt quan tâm tới Reece James của Chelsea. Nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh coi hậu vệ 23 tuổi này là người có thể thay thế Kyle Walker ở vị trí hậu vệ phải. Manchester City nhắm Reece James thay thế Kyle Walker. Hiện tại, Walker đã bước sang tuổi 33. Tuy vậy, cầu thủ này vẫn được xem là một thành viên quan trọng của Manchester City. Anh mới ký hợp đồng có thời hạn tới năm 2026 với đội chủ sân Etihad. Còn với Reece James, mùa hè vừa qua anh cũng nhận được sự quan tâm từ Real Madrid, tuy nhiên chưa có một dấu hiệu nào cho thấy Reece James muốn rời Chelsea cả. Cầu thủ 23 tuổi trưởng thành từ học viện của Chelsea và mới được bầu làm đội trưởng của The Blue mùa hè này. Trung vệ Victor Lindelof trở thành người hùng của MU khi lập công giúp Quỷ Đỏ thắng nhọc nhằn tân binh Luton 1-0 trên sân nhà ở vòng 12 ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng nay 12 tháng 11. Hậu vệ người Thụy Điển ghi bàn thắng đầu tiên sau gần 3 năm bằng pha dứt điểm cận thành trong hiệp 2 để giúp MU vươn lên vị trí thứ 6. Trước trận này, huấn luyện viên Erik ten Hag rất cần một câu trả lời khi MU sa sút sau thất bại thứ 9 trong 17 trận mùa này với trận thua FC Copenhagen 4-3 tại Champions League hồi giữa tuần. MU đã phải chịu 5 thất bại trong 10 trận sân nhà trước đó ở mùa giải này, dẫn đến khởi đầu tệ nhất tại Old Trafford kể từ mùa năm 1930 đến năm 1931. Đội chủ sân Old Trafford đang đối mặt với nguy cơ bị loại sớm khỏi Champions League, nhưng hiện họ đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh. Tất cả những chiến thắng đó đều chỉ có một bàn thắng. Màn trình diễn của MU và cách thắng Luton đội lần đầu tiên trở lại Old Trafford kể từ năm 1991 không thể thuyết phục người xem. Tiền đạo tân binh Rasmus Højlund đã ghi 2 bàn trong lần trở lại Đan Mạch vào giữa tuần để nâng tổng số bàn thắng của anh lên 5 bàn sau 4 trận ở Champions League. Tuy nhiên, Højlund vẫn chưa có pha lập công nào ở ngoại hạng Anh. Ở trận gặp Luton, bản hợp đồng trị giá 64 triệu bảng của Quỷ Đỏ đã bỏ lỡ 2 cơ hội lớn để chấm dứt cơn hạn bàn thắng của mình tại giải đấu hàng đầu Anh. Pha chơi hay nhất của Højlund là tạo cơ hội cho Alejandro Garnacho, nhưng tài năng trẻ người Argentina không thể đánh bại thủ môn Tomáš Kamiński, Luton, trong một tình huống ngon ăn. Đội bóng của ông Ten Hag phải đợi đến phút 59 mới khai thông thế bế tắc. Quả tạt tầm thấp của Marcus Rashford đã bị chệch hướng và trở thành đường truyền cho Lindelof dứt điểm ghi bàn ở cự ly 10m. Rashford nằm trong số những cầu thủ lãng phí cơ hội nhân đôi cách biệt cho MU sau đó. Nhưng đội chủ nhà hiếm khi gặp rắc rối trong phòng ngự trước đối thủ yếu Luton và họ có trận giữ sạch lưới đầu tiên ở ngoại hạng Anh tại Old Trafford kể từ đầu mùa này. Chiến thắng này giúp MU còn cách đội đầu bảng Manchester City 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Luton vẫn nằm trên khu vực xuống hạng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở các trận khác, màn trình diễn ấn tượng muộn màng của Wolves đã từ chối cơ hội trở lại ngôi đầu bảng của đội khách Tottenham Hotspur. Đội chủ nhà đã có 2 bàn thắng ở phút bù giờ ấn định chiến thắng 2-1 kịch tính trên sân nhà Molineux. Bàn thắng đầu tiên của Brennan Johnson cho Tottenham Hotspur kể từ khi anh chuyển đến từ Nottingham Forest đã đưa đội bóng của huấn luyện viên Ange Postecoglou vượt lên dẫn trước ở phút thứ 3. Nhưng Wolves đã chiếm ưu thế sau đó và có được chiến thắng đáng nhớ với các pha lập công của Pablo Sarabia, phút 90+1 và Mario Lemina, 90+7. Sau khi khởi đầu mùa giải với chuỗi 10 trận bất bại, đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Tottenham Hotspur sau trận thua 1-4 trước Chelsea ở vòng đấu gần nhất. Thất bại trước Wolves khiến Spurs rớt xuống thứ 3, kém Manchester City 1 điểm. Trong khi đó, Arsenal đã tận dụng cú vấp ngã của Tottenham Hotspur khi đánh bại vị khách Burnley 3-1 để hơn đối thủ phía Bắc London 1 điểm và giành vị trí thứ 2. Everton thoát khỏi khu vực xuống hạng với chiến thắng 3-2 trước Crystal Palace.